Mọi người xem cái màn hình rõ rồi đúng không ạ? Cô Linh nhìn được cái màn hình chia sẻ chưa? Vâng, thế thì hôm nay thì được phân công của phòng khóa đào tạo thì cô chia sẻ với cái lớp lớp mình mà của Trung CT thì cô Hạch cũng vào trung tâm là trong chẩn đoán bệnh glaucoma. Thì cái bài nói của tôi thì chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là sẽ giới thiệu về cái nguyên lý chụp, cách thức chụp. Sau đây phần thứ hai là sẽ cách thức đọc kết quả, và cuối cùng phần thứ ba là cái chẩn đoán phân biệt. Cái chụp OCT tế bào hạch võng mạc trung tâm ấy thì chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng cái OCT thế hệ mới, OCT HD. Bởi vì nó có một loạt các cái tính năng ưu việt hơn so với OCT thế hệ cũ, bao gồm cái độ phân giải tốt hơn, độ phân giải theo chiều cắt ngang là khoảng 20 micromet và phân giải theo độ sâu gọi là chiều trước sau chiều trục 7 micromet. Hơn nữa thì cái máy OCT HD này có tốc độ quét sẽ nhanh hơn với tốc độ đạt đến 25.000 cái đường quét trong vòng 1 giây. Như vậy tổng số thời gian dành cho mà chụp một cái khối dữ liệu hoặc là đĩa thị là võng mạc trung tâm là 1,5 giây thôi. Khi mà chúng ta có cái khối cấu trúc dữ liệu 3D, 3D là 3 chiều thì thường là ở trong máy OCT HD mà trên bệnh mắt trung ương sử dụng là máy Cirrus của hãng Zeiss thì chúng ta sẽ có một cái khối dữ liệu 3 chiều 6x6x2 mm, có nghĩa là độ chiều ngang và chiều dọc là 6 mm, còn độ sâu 2 mm. Như vậy thì với cái mức độ đâm xuyên đến mức độ đến 2 mm này thì nó có thể đánh giá được cho chúng ta là một là cái khối cấu trúc của dữ liệu về đĩa thị, nghĩa là chúng ta đã dùng cái khối đấy để phân tích cái đặc điểm cấu trúc của tờ thể hình thị giác, và có thể là cái thông số, các thông số của xung quanh đĩa thị nữa, là ví dụ như là độ dày lớp sợi thần kinh quanh gai, quanh đĩa. Thế còn cái cấu trúc thứ hai mà chúng cần phân tích là sẽ là cái đặc điểm chính của cái bài này, đó là phân tích cái khối cấu trúc của võng mạc trung tâm. Trong đấy thì trong bệnh của cô chúng ta quan tâm nhiều cái phân tích về độ dày lớp tế bào hạch của trung tâm. Cái đặc điểm cuối cùng, cái ưu điểm của máy OCT HD đó là cái phần mềm fast track, tức là cái hệ thống định vị tự động. Cái hệ thống định vị tự động này thì là một cái tiến bộ công nghệ rất là lớn để cái máy OCT hiện sau. Ở OCT HD của Zeiss nó có đặt tên là fast track, những cái máy khác nó đều có những cái hệ thống định vị tự động này, có cái tên gọi khác nhau. Thế thì trong cái bài hôm nay thì là chia sẻ là ta chỉ đi đánh giá độ dày lớp tế bào hạch võng mạc trung tâm. Thế thì tại sao lại đánh giá cái lớp này và tại sao lại ở trung tâm? Thì các nghiên cứu của mô học thì nhận thấy rằng là cái trong glaucoma thì cái tổn thương chính chủ yếu là sẽ là các cái tổn thương của tế bào hạch võng mạc. Được biết rồi, có thể là cái thân tế bào hoặc là cái sợi trục, hay chính là cái đồ dây thần kinh giác, hay là lớp sợi tế bào hạch, sợi kinh quanh đĩa. Nếu mà đi đánh giá vào cái tổn thương của thân tế bào thì chúng ta sẽ phải đo đánh giá cái tổn thương, cái số lượng thay đổi, cái số lượng của cái tế bào võng mạc. Và chúng ta biết rằng là 50% của số lượng tế bào võng mạc nó sẽ tập trung vào cái vùng hậu cực. Tí nữa chúng ta sẽ đi biết phân tích rằng nó là hậu cực nhưng mà nó sẽ nằm ở cụ thể vùng nào của hậu cực. Và chính vì vậy mà các cái nghiên cứu ở trong giai đoạn mô học như là các nghiên cứu sớm thì nhận thấy rằng là những cái tổn thương của
tế bào võng mạc này nó thường xuất hiện rất là sớm trong cái tổn thương ban đầu của bệnh vô cùng, và nó cũng thay đổi, tức là mất đi khi mà bệnh diễn biến nặng lên. Chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta đi chụp tế bào võng mạc này nó sẽ có cái giá trị chẩn đoán đặc biệt cho trong chẩn đoán sớm cái tổn hại cho bệnh vô cùng. Thế trên thực tế thì chúng ta biết rằng là cái nguyên lý phân tích của OCT nó là phân tích của các cái mặt phẳng khác biệt mặt phản xạ của tín hiệu. Cái sơ đồ về mặt mô học để giúp chúng ta hình dung rõ hơn là chúng ta sẽ đi phân tích độ dày của tế bào võng mạc trung tâm cụ thể là cái lớp nào. Chúng ta biết rằng là nếu chúng ta phân tích cái lớp sợi trục nó là sẽ là lớp trên cùng. Thế thì còn nếu phân tích tế bào hạch võng mạc thì chính là cái lớp mà nằm ngay dưới lớp trên cùng, nó bao gồm cả tế bào hạch võng mạc và cái lớp dưới trong. Đây chúng ta thấy trên cái sơ đồ chúng ta vẽ là ghi bằng tiếng Anh, chú giải của tiếng Anh là ganglion cells và internal plexiform layer. Vậy đây là hai cái lớp mà nằm sát ngay phía dưới của sợi trục, và thế là nó sẽ tương ứng với lớp mô hoặc là sẽ nằm cái khoảng nằm giữa cái vùng tăng của phản xạ tín hiệu ở đây. Chính vì vậy mà do nó có sự thay đổi về cái phản xạ tín hiệu ở hai cái giới hạn trên và giới hạn lùi của hai cái lớp này, của cái lớp này mà chúng ta có thể đo được cái độ dày giữa hai khoảng phản xạ tín hiệu đấy. Và do là cái độ tập trung rất là lớn của tế bào võng mạc của vùng cực, thì nghĩa là chúng ta đi phân tích cái độ dày của cái lớp phức hợp lớp tế bào võng mạc và lớp dối trong ở cái hậu cực, là chúng ta có thể đánh giá xem là nó có cái tổn thương gì không, thường ở mức độ nào. Thì cái nguyên lý phân tích thì tôi vừa nói, thì chúng ta sẽ dùng cái thuật toán là trong máy Cirrus HDCT 5000 trở lên, và tất nhiên là bây giờ nó sẽ có những thiết bị mới hơn nữa, thế nhưng mà tối thiểu là từ 5000 trở lên là chúng ta có thể dùng khối phân tích dữ liệu 6x6x2 đấy, chúng ta sẽ chụp vào, chúng ta sẽ phân tích ở trong cái ô vuông tín hiệu của chúng ta. Thì nữa chúng ta sẽ nói sẽ cụ thể rằng là chúng ta sẽ chọn cái vùng nào trong ô vuông tín hiệu 6x6 đấy, thì máy nó sẽ đo được các cái độ dày của tế bào võng mạc đấy, chúng ta là GCL và cộng cả lớp dưới trong là IPL, cái vùng elip xung quanh vùng hoàng điểm của kích thước là 4.8 × 4 mm, tức là gần cái hình oval. Và cái hình oval hay cái hình elip này nó có diện tích là 14.13 mm², như ta đã phải nói là tập trung vào 50% tổng số tế bào hạch võng mạc. Tuy nhiên nó cũng bỏ đi một cái vùng mà không có tế bào hạch võng mạc, tức là cái vùng 1 mm ở trung tâm, là cái vùng hố trung tâm mà chúng ta biết là nơi chỉ tập trung ra cái tế bào hoàng hộ. Thì đây là một cái slide mà nó chữ nó hơi bé một tí, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó phân tích được các cái đời máy khác nhau, hãng khác nhau, thì nó sẽ đo đạc với các cái kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên thì nó đều là dùng một cái khối phân tích dữ liệu ở trung tâm đấy với cái hệ thống định vị. Chúng ta vừa nói là trong cái hệ thống máy của Zeiss thì nó là một cái fast track. Sau đấy thì chúng ta sẽ chọn lọc ra để phân tích một hình elip với kích thước là 4.8 × 4 mm, và chúng ta sẽ đo cái độ dày của phức hợp của mạch võng mạc ở trong và của vùng trung tâm này. Đây là cái hình mà chúng ta cụ thể hóa với cái sơ đồ hóa mà chúng ta phân tích. Nó thấy được là chúng ta sẽ đi đo cái độ dày của cái đường từ màu xanh lá cây, cái hình bên phải của chúng ta đấy, ở giữa đến cái hình màu xanh trời ngàn, và nó sẽ nằm cái khối tín hiệu của chúng ta thì nó sẽ bao gồm là 6x6, và có một hình vuông 6x6 cái hình A đây. Tuy nhiên chúng ta sẽ chọn lọc phân tích vào cái hình elip ở giữa của cái hình vuông đấy với kích thước là theo chiều ngang là 4.8 mm, và theo chiều dọc với cái hình màu tím này là 4 mm. Chúng ta phân tích cái hình bánh căn này, chúng ta loại bỏ cái 1 mm ở một trung tâm, và chúng ta biết ở đây một bài không có cái tế bào võng mạc mà chỉ có tế bào hoàng hộ thôi. Thì đấy là cái phần nguyên lý phân tích, còn cái cách thức chụp thì như thế nào.
thì nó cũng khá là đơn giản, bởi vì trong rất là nhiều những cái lần nói trước thì tôi cũng lưu ý các cái cơ sở nhãn khoa mà có cái máy OCT thế hệ mới, chúng ta nên lưu ý những cái đặc tính này. Bởi vì trước thế này thì chúng ta thường nói đến như là để ý nhiều đến cái việc mà sử dụng thuật toán để phân tích đầu thị thần kinh, đĩa thị. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là trong cái máy chúng ta có tích hợp sẵn phần mềm và cái thuật toán để phân tích cái lớp cái võng mạc này. Thế thì cái quy trình chụp thì nó cũng rất là đơn giản, chúng ta lập máy khởi động, lập cái thông tin, sau đấy thì sẽ chọn vào cái chương trình raster nebula cube khớp 512 x 128, cũng kích thước là 6 x 6 x 2. Thế nên là chúng ta có thể chọn cái kích thước là 200 x 200. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm của bản thân tôi thì là cái 512 x 128 này nó sẽ có nhiều các cái điểm tích tụ hơn. Sau đấy thì giải thích cho bệnh nhân hướng dẫn và chuẩn bị nhỏ giãn cần, sau đấy thì cũng bệnh nhân cố định cái ánh sáng kia của trong máy, hoặc là cái cố định cái máy hoặc là sử dụng cái mắt kia để làm mắt tĩnh thị. Sau đấy thì chúng ta sẽ làm cái autofocus, chúng ta lấy nét hình ảnh đáy mắt và đưa cái ô vuông chụp vào cái vùng ta cần chụp, là thấy rằng là cái cửa sổ sáng của chúng ta phải sáng đều tất cả các cái, nhìn thấy rõ các cái chi tiết ở đáy mắt, lúc đấy chúng ta mới đảm bảo chúng ta phân tích một cái đầy đủ cái dữ liệu, chúng ta không bị khuyết, không bị mất phần do các cái bóng cảm, các cái bệnh nhân trước là cái tư thế nó không đúng, nó bị bóng cảm vào bờ cực. Chúng ta sẽ khi mà máy nó có một cái ưu điểm là nó có cái chế độ autofocus, nó sẽ gần như là nó sẽ tự điều chỉnh vượt qua những cái vượt qua được những cái chỉ số khúc xạ của bệnh nhân, ví dụ như là cận viễn thị của máy nó sẽ tự điều chỉnh, và chúng ta sẽ hỗ trợ máy cho đến khi chúng ta có hình chụp cắt lớp của võng mạc trung tâm nằm hiện ở giữa cái khuôn hình màu đen ở bên phía phải chúng ta. Sau đấy thì chúng ta mới bấm vào cái ổ xanh ở dưới là chúng ta ấn là optimize cái tín hiệu đấy, và chúng ta tiến hành capture tiến hành chụp. Có những cái đặc điểm cần lưu ý trong quá trình chụp đó là chúng ta cần phải sử dụng cái ô sáng ở bên tay trái làm sao nó phải sáng đều toàn bộ cái cố dữ liệu 6 x 6, tránh hiện tượng mất dữ liệu hay là bị cản bóng cản. Chúng ta cần phải có độ mạnh của tín hiệu lớn hơn bằng 6, không có sự đứt đoạn của mạch máu. Khi chúng ta có cái đứt đoạn của mạch máu có nghĩa là chúng ta mắt của mình bị đảo, và đặc biệt là chúng ta cần phải kích hoạt sử dụng cái phần fast track, có thể có một cái dữ liệu mà có tính chất là reproducible, nghĩa là cái từ tiếng Anh nó thế, cũng là chúng ta có thể sử dụng để theo dõi các cái lần khám khác nhau. Nếu mà chúng ta tắt cái hệ thống fast track này thì chúng ta chụp nó có thể dễ hơn, tuy nhiên thì nó sẽ có những tín hiệu gấp gấp khúc đứt đoạn, nó sai lệch các cái vị trí mà chúng ta cần đánh giá, để những cái lần sau chúng ta sẽ việc so sánh được cái lần khám trước đấy nó sẽ bị không được chính xác. Thế thì sau khi mà chúng ta chụp xong ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành vào phân tích cái chọn cái thuật toán là Macular Cube. Sau đấy thì chúng ta sẽ chọn cái phân tích là Gaussian Analysis. Đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta in ra kết quả nó sẽ hiện đây là thì trong cái cửa sổ sổ xuống của cái máy phân tích ấy, thì nó sẽ hiện ra cái chọn là chúng ta lưu ý rằng là khi mà chúng ta chụp ấy, thì nó sẽ hiện lên toàn bộ cái thông tin của toàn bộ chiều dài võng mạc của chúng ta, thích phân tích cái lớp nào chúng ta phải kích vào đấy để nó phân tích xem là nó đo độ dày của lớp nào trong cái khối dữ liệu của chúng ta. Ta biết rằng là cái khối dữ liệu của chúng ta nó cái độ sâu của cái trường phân tích nó phải đến 2 mm, chúng ta biết là cái võng mạc của chúng ta chỉ có cái độ độ dày hơn 300 mm mà thôi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta muốn phân tích các cái lớp nào của võng mạc thì chúng ta cần phải phân tích ra lệnh cho máy nó phải đúng. Thế thì trong cái bố cơm thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến cái độ dày của trung tâm, chúng ta sẽ chọn cái tập toán phân tích là Gaussian OU Analysis của cái này thì nó sẽ in ra cho cái kết quả như cái hình bên trái, còn các cái thông tin của bệnh nhân mắt chụp rồi độ mạnh của tín hiệu cái signal strength, độ mạnh của tín hiệu thì chúng ta sẽ có
ba cái loại bản đồ mà chúng ta đi lại, chúng ta sẽ cần phải tạo toàn ba cái loại bản đồ đấy. Chúng ta sẽ có bản đồ độ dày với cái hàng mã màu cũng từ xanh vàng đỏ, chúng ta sẽ có bản đồ thống kê, bản đồ độ lệch, sẽ cái hình ở bên dưới 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 ngoài, và chúng ta sẽ có bản đồ trung bình của tất cả các điểm ở các cái vùng chúng ta phân tích theo cái hình hướng chia sáu đây. Đây là cái hình mình căn đấy, cái hình elip chúng ta vừa nói với nhau cái phần đầu tiên cho mình là người lưu trụ. Thế thì trước khi mà muốn hiểu được cái thông tin của máy đưa ra, chúng ta bao gồm những thông tin gì, chúng ta cần phải làm quen với các cái loại mã màu khác nhau trong cái cục bản chủ. Chúng ta có cái hai cái loại mã màu, đó là cái mã màu thứ nhất là trong cái bản đồ độ dày chúng ta thì nó có cái xu hướng là càng về cái màu nóng thì thể hiện là cái độ dày của cái vùng chúng ta phân tích là càng dày. Chúng ta sẽ có một cái thang đo độ dày tương ứng ở bên cạnh để chúng ta thấy là cái thang độ dày là cái hình thay đổi từ xanh đến vàng đến đỏ rồi đến trắng ở giữa hai cái bản đồ độ dày hai bên, và nó thay đổi từ 0 đến 225 km. Nó thấy rằng là nếu mà càng dày, chúng ta ví dụ như là trong cái hình phân tích cụ thể ở trên màn hình đây, chúng ta thấy rằng là ở phía ngoài cùng thì cái ngoài của mạng nó khá là mỏng, loanh quanh đến mức màu xanh nhạt khoảng 75 µm. Thế nhưng mà đi dần về trung tâm thì cái độ dày nó tăng lên sang màu vàng khoảng độ 100, dần gần sát vào cái vùng trung tâm thì nó lại dày nữa, là đạt màu đỏ. Sau đấy thì nó lại mỏng dần, và rõ ràng là chúng ta biết là cái hố trung tâm chúng ta là không có thế ngoài của mạng, chính vậy nó sẽ tụt xuống cái màu xanh xanh sẫm ở dưới gần sát cái vùng 0 µm. Thì đấy là bản đồ độ dày, chúng ta sẽ có cái mã màu nó sẽ theo cái chiều là càng màu nóng, càng màu nóng thì nó sẽ càng dày. Thế còn cái mã màu thứ hai nó là cái mã màu thống kê. Nếu mà ai mà học cái phần OCT của điển hình rồi thì nó cũng tương tự như vậy, nó lại nói ngược lại, tức là càng về màu lạnh, về màu trắng thì cái độ bình thường ngả về xuống bình thường, xong rồi nó càng về màu nóng thì là báo hiệu là bất thường, đó là sự khác biệt của cả các cái quần thể cùng tuổi. Nếu chúng ta có màu đỏ có nghĩa là khả năng mất ngủ rất là cao, là 99%. Nếu chúng ta có màu vàng thì chúng ta sẽ nghi ngờ kiểu là cái độ bất thường nó có thể đạt 95%. Nếu chúng ta có màu xanh thì chúng ta yên tâm hơn, thì đấy chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ thể hiện ở cái bản đồ độ lệch, chúng ta sẽ thấy một các cái điểm thành các cái điểm bất thường thể hiện nó như là nên như ngôn ngữ chụp ảnh nó là cái pixel bất thường, cái đốm điểm bất thường ở trong cái vùng chúng ta phân tích. Thế còn ở giữa chúng ta sẽ có hai cái bản đồ dạng dạng bánh ấy, nó sẽ chia ra thành 6 mũi, mở rộng mũi 6 mũi, ba phía trên và ba phía dưới, đó là cái cộng trung bình của độ dày của lớp tế bào của mạng cái vùng đấy, và nó sẽ thống kê chúng ta là xem độ dày của chỗ đấy nó là bình thường hay là nghi ngờ hay là bất thường. Cái còn nếu sang màu sáng màu trắng có nghĩa là nó dày hơn bình thường, và trong nhiều trường hợp nó có thể bị phù. Và trong cái thực tế lúc sàng người ta thấy gặp nhiều trường hợp màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Thế thì như vậy thì cũng tương tự như là trong chụp mà độ dày lớp sợi thần kinh quanh đĩa thì chúng thấy rằng là cái bản đồ độ dày đã đành rồi, chúng ta thấy rằng là chúng ta bao giờ cũng đọc đầu tiên. Thế còn về chúng ta nhận định cái tổn thương thì bao giờ là cái tổn thương gặp sớm nhất mà trong cái giai đoạn sớm của bệnh thì nó là cái tổn thương mà chúng ta đọc trên bản đồ độ lệch. Còn cái bản đồ mà chia trung bình thì chúng ta thấy rằng là nó thường xuất hiện muộn hơn, khi mà có nhiều điểm tổn thương hơn thì mới ảnh hưởng đến các cái mũi của chúng đấy. Thì nếu mà trong trường hợp mà các cái tiểu tổn thương chúng ta hay gặp ở trong cái bệnh glaucoma thì có thể chúng ta gặp một cái tổn thương ví dụ như là dạng đảo đơn độc, hay là chúng ta cái tổn thương vòng nhẫn bao quanh cái đường nhẫn trong, hay là cái tổn thương hình bầu cung. Cũng có cần một cái lưu ý ở đây, nó cũng tương tự như là trong cái tổn hại của nước sợi thần kinh gai, đó là nó thường tôn trọng cái đường ngang
Mọi người biết rằng là những cái tế bào hạch võng mạc nó nằm ở phía trên đường ngang thì cho sự trục nó đi vào phía cực trên của địa thị, và những tế bào hạch võng mạc nằm ở dưới đường ngang thì nó sẽ đưa được sự trục đi vào đường dưới của địa thị. Và chính vì vậy mà chúng ta biết rằng là những cái tổn hại của thị trường này, tổn hại của bộ sợi thần kinh tâm đĩa ở trong gấu côn thì thường xuất hiện nửa của võng mạc và tôn trọng đường ngang, thì những tế bào hạch võng mạc mà tổn hại cho người cô nó cũng tương tự như vậy, nó tương ứng như vậy, chứ không phải tương ứng như vậy. À, cái địa điểm này chúng ta cần nhớ để chúng ta cái chẩn đoán phân biệt với những cái tổn thương cũng của tế bào hạch võng mạc, cũng của lớp sợi thần kinh sợi trục, tuy nhiên là xuất hiện trong mẹ cả. Thế thì khi mà chúng ta đã có cái kế hoạch, có cái kết quả như thế rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có những cái ưu điểm hơn so với cả một cái trục của sợi thần kinh quanh đĩa. Nó có ba ưu điểm mà chúng ta cần phải sẽ nhấn mạnh ở trong cái phần nói tiếp theo của cái bài này. Ưu điểm nhất đó là giúp chúng ta chẩn đoán tương đối sớm của bệnh. Đây là cái kết quả lâm sàng, cái ưu điểm trong trường hợp mà bình thường và thấy rằng là nó độ dày lớp tế bào hạch võng mạc của chúng con gái nó có từ màu xanh vàng màu đỏ xong lại chuyển qua màu vàng, thì chúng ta phải nói với nhau, và cái bản đồ lệch là cái hình xám xám hai bên chúng ta thấy ạ, không có cái đốm vàng đỏ bất thường, và cái hình biểu đồ theo múi chúng ta thấy hiện bằng màu xanh. Thế còn trong trường hợp của tổn thương sớm, ví dụ trong trường hợp nào thấy rằng là trên thị trường chúng ta chưa thấy xuất hiện tổn hại của hình trên cụ bám điểm bình thường, trên trục OCT của lớp sợi thần kinh quanh gai chúng ta thấy cũng chưa thấy bất thường. Đây là cái hình ảnh OCT của đĩa thị nhé, đây là lớp sợi thần kinh. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chụp một cái tế bào hạch thì chúng ta lại thấy rằng là nó có những cái tổn hại sớm ở dạng kiểu như là ám điểm cụ biển tổn thương đơn độc, hoặc là như trường hợp bên mắt bên phải này coi như là một cái vòng nhẫn ôm những cái giới hạn trong rồi, và lưu ý rằng thấy rằng nó khá là quan trọng của chúng ta. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có cái tổn thương ở cái mắt bên trái, nếu chúng mức độ nó ít hơn. Cái tổn thương ở giai đoạn sớm thì như vậy, khi mà do cái bệnh ấy đã tiến triển rồi thì nó cũng có cái tổn hại cũng tương đương với cái tổn hại của sợi trục của thị thần kinh, cũng như là các cái tổn hại của ám điểm trên thị trường. Đây là một cái trường hợp mà tiến triển nó nhiều hơn, nó thấy bắt đầu có những cái tổn hại dạng bó của sợi thần kinh ở phía trên, cũng như nó là cái giai đoạn là có cái tổn hại cũng dạng bó, hay là một cái hình vòng nhẫn ở phía nửa trên của lớp tế bào hạch mạc, khá là tương ứng với cả cái tổn cái hình chụp mà đĩa thị bên trái, đây là cái hình chụp tế bào hạch bên phải ở bên bên tay phải của màn hình chúng ta. Thế còn trong trường hợp mà tiến triển giai đoạn trầm trọng hơn nữa thì nó thấy rằng là nó tổn hại như là tỏa lan, cũng giống như là những cái tổn hại của lớp sợi thần kinh quanh đĩa cơ quan cũng mặc cũng vậy, trong cái giai đoạn trầm trọng tồn tại nhiều toàn toàn bộ cái hình elip căn của chúng ta. Các bạn những giai đoạn nặng hơn nữa, giai đoạn gần mùa chúng ta đều biết là nó có một cái nguyên lý đó là cái floor effect, trong cái giai đoạn mà nó đến cái là cái giá trị trần của phát hiện được chưa rồi, lúc đấy thì OCT là lại phát hiện được cái tiến triển tổn thương nữa, mà lúc đấy là những cái tế bào của mạc nó chết đi thay thế bằng những tế bào mình đẻ, thì máy nó vẫn không hiểu được rằng là các tế bào của mạc đã mất hết rồi, mà trong trường hợp này là nó lại hiểu là còn một cái mức độ một cái floor effect ở đây là khoảng 50 km thay thế bằng những cái tổ chức khác, mà máy nó phát hiện chính vì thế trong cái giai đoạn sau trầm trọng, tức là đoạn gần mồm, cô mình đang khuyên cáo là không nên theo dõi trên OCT nữa, mà lúc này chúng ta nên theo dõi trên thị trường, đặc biệt là sử dụng những thị trường là người ở trung tâm. Thế như vậy thì tại sao chúng ta lại chụp câu hỏi của bạn? Chúng ta trở lại cái câu hỏi là cái phần thứ hai của bài nói này. Thì ưu điểm của phân tích mấy cái rồi đấy. tế bào hạch võng mạc so với cả cái
lớp sợi bình thường nghĩa là gì? Mà chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta gửi bệnh nhân đi chụp OCT căn bệnh vô thường chụp về đĩa thị, thế tuy nhiên thì có những trường hợp nào chúng Có ta những lưu trường ý hợp rằng nào? là chúng ta nên chụp hai, hay là trường hợp nào chúng ta lưu ý nên chụp ưu tiên những cái tổn hại ở vùng mặt trung tâm. Thì một cái ưu tiên mà chúng ta vừa mới nói đến đấy, đó là những trường hợp tổn hại rất sớm, có thể nói là giai đoạn tiền triệu chứng. Trên tí nữa chúng ta có và phân tích, chúng ta đã nói qua đến cái ca lâm sàng đầu tiên rồi, tí nữa sẽ có những hình ảnh họa hơn. Thế có một cái trường hợp nữa là đối với những trường hợp mà cận thị nặng thì cũng là một cái ưu điểm của phân tích bộ mặt trung tâm, và chúng mắt cận thị nặng mắt trên cận trên 6 yếu thì người ta nhận thấy rằng là khi mà phân tích cái lớp sẽ quanh đĩa thì có một cái tỷ lệ nhất định khoảng gần 20% mà có cái lỗi phân tích này là do cái nhiễu phản xạ tín hiệu từ cái vùng teo quanh gai, dẫn đến là phân tích cái lớp sợi thần kinh quanh đĩa ở mắt là chỉ là không chính xác bằng phân tích lớp phức hợp tế bào của mặt, đặc biệt là khi mà chúng ta sẽ có cái đối chiếu của trên thị trường thì nó ra sẽ phân tích. Một cái mà bất thường khác nữa là cái sự phân bố bất thường của lớp sợi thần kinh quanh cái gai thị và quanh nghĩa thị. Nó biết rằng là nó có một cái hiện tượng nó gọi là red disease, cũng bệnh bệnh đỏ đấy, tức là bản chất của nó là một cái giả tổn thương thôi, chứ không phải là một cái nguyên tật. Đó là do cái sự phân tích cái bất thường của sợi trục ở quanh đĩa và những mắt cận thị, nó biết rằng là nó có xu hướng là cái bó một thái dương trên và bó thái dương dưới nó xu hướng quặp về cái đường ngang, cái việc mà phân bố nó sẽ khác so với mắt bình thường, nó sẽ khác so với cả cái mắt mà nó được tích hợp vào trong cơ sở dữ liệu ngoài, dẫn đến là khi mình chụp lên thì nó hiện ra màu đỏ, tuy nhiên đấy không phải là cái bất thường, đấy là chẳng qua là cái sự phân bố khác bình thường của mắt cận thị mà thôi. Đây là một cái ví dụ mà chúng ta thấy rằng là nó rất là hay ở cái là nó lại so sánh hai mắt có sự khác biệt ngay trên cùng một bệnh nhân. Chúng ta thấy là đối với trường hợp mà bệnh nhân có mắt bên tay trái, đấy là cái phân bố của cái lớp sợi thần kinh quanh đĩa, nó nằm ở một cái góc tương đối là phải như thế này. Tuy nhiên ở cái mắt phải và cái mắt cận thị nặng hơn thì cái phân cái tất cả cái sợi trục nó khá khoảng là quặp về cái đường ngang, cho nên là khi mình chụp lên thì cái vùng cái phân bố ở cái sợi thần kinh ở cái vị trí mà cái mắt bình thường nó chỗ này, cái chỗ này, cái chỗ khoảng 11 giờ nó khoảng phải là dày, tuy nhiên mà ở cái mắt này nó lại mỏng hơn bình thường, thế nên là nó may nó sẽ mặc định automatic là sẽ hiện ra màu đỏ. Thế nhưng thực ra đất đây không phải là cái màu đỏ của tổn thương, mà đây là cái màu đỏ của cái sự phân bố khác so với bình thường của bạn, thì nó thấy rằng là đây là một cái ví dụ rất là thú vị khi mà chúng ta sẽ so sánh được hai mắt của một cùng một bệnh nhân thì nó vậy. Đây là cái hiện tượng gọi là red disease, là khi nó chụp lên có vẻ là có tổn thương nhưng thực chất là không phải là do bệnh, mà đấy là do cái cấu trúc của mắt không là như vậy. Thế thì trong trường hợp như thế này thì cái bệnh khi mà để cô tắt cái mic của các bạn này. Khi mà cái phân tích ở trên cái trường hợp như này thì người ta thấy là mà tính phân tích tế bào hạch của trung tâm thì nó sẽ không bị cái hiện tượng của quét đi gì này. Đây là những ví dụ điển hình nữa ở trên cái sự tương ứng của cái tổn thương của lớp tế bào võng mạc và các cái tổn hại được kiểm chứng ở trên trên mắt của thị nặng. Đây là một ví dụ mà thấy rằng là đây là một mắt cận thị nặng, nó có cái ở trên ví dụ ở trên cùng thấy rằng là nó có lớp mỏng đi của lớp tế bào võng mạc, ở cái chỗ mà hai cái đầu mũi bên đỏ nó sẽ rất là tương ứng với cái tổn hại của thị trường, tương ứng ở cái người dân thị trường cái ăn tiền cung. Tương tự như vậy khi mà chúng ta có các cái ví dụ thứ hai, khi mà có cái sự mỏng đi của lớp tế bào võng mạc nhưng mà sát ở trung tâm hơn, chúng ta thấy rằng cái không cái ám điểm tương ứng đặc biệt ở trên của cái trường sát của cái biển thị. Ở cái ví dụ thứ ba nữa
một cái tổn hại cả phía trên và phía dưới, cái cán điểm sẽ dày đặc hơn nửa gần cả nửa trên một cái thị trường. Tương tự như vậy, nó thấy là hai cái ví dụ ở dưới, nó thấy sự tương hợp giữa cái tổn thương của các ngành có mặt trung tâm xuống giữa kiểm chứng thị trường. Các cái ví dụ lại nó sâu hơn, nó rộng hơn. Đây là một cái trường hợp mà Wacom trên là tiền thị trường đấy, nó tương tự như cái ví dụ ta khi mà nói đến cái giai đoạn sớm, nói đến là ở trong cái trường hợp này thì nó vẫn thị nặng với cái xưa có cái tổn hại trên thị trường, cái điển hình trên thị trường chuẩn. Tuy nhiên là trên OCT chúng ta phát hiện được một số các cái tổn thương kể cả ở lớp dự trù, nhưng mà nó thấy là chúng ta thấy rằng nó rõ ràng hơn rất nhiều ở cái lớp dự trù của chúng ta, thấy là nó khá là tương ứng với nhau nhưng mà nó thể hiện mình sớm hơn rõ hơn. Một ví dụ khác cũng là một trường hợp mà có công việc thị trường trong mắt cận thị nhưng mà chúng ta chưa có phát hiện gì trên, tuy nhiên trên mọi dưới cơ học của bạn thì đấy hiện rất rõ. Đấy là những cái cách cách đọc kết quả qua ba bản đồ độ dày, độ lệch và bản đồ chia trung bình và các cái núi, chúng ta cũng nhận định được các cái tổn thương của tế bào trung tâm trong bệnh của cô, và cũng tuân theo cái nguyên tắc đó là tôn trọng của người ngàn. Thế tuy nhiên thì cái việc mà các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh nói chung là cái ung thư tế bào mạc nói riêng thì bao giờ cũng phải có cái giả tổn thương mà chúng ta cần biết, chúng ta cần phân biệt các tổn thương thực sự. Chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa cái tổn thương nào là khá là điển hình cho một khuôn mặt tổn thương nào thường xuất hiện trong các bệnh khác, ví dụ như là các bệnh viêm phổi, bệnh dẫn truyền thị giác. Cái đầu tiên tôi muốn nói đến là những cái phân biệt của các cái giả tổn thương thì chúng ta thấy rằng là cái hình A bên tay trái nó là cái lỗi khi mà máy phân tích, đấy là cái lỗi. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là khi mà chúng ta phân tích kỹ hơn ở các cái đường phân tích phản xạ tín hiệu, chúng thấy rằng là rõ ràng là cái đường màu vàng là cái đường giới hạn dưới, ở đáng nghĩa nó nằm đang rất bình thường ở một cái vị trí sát cái vùng foveolar, thì ở đây đáng nghĩa nó phải nằm ở cái vùng đầu cái mũi tên trắng ở bên tay trái, thì nó lại nhảy phát lên trên ở lửng lơ ở giữa. Và tương tự như vậy thì cái đường màu đỏ tức là giới hạn trên của cái lớp tế bào hạch võng mạc thì nó nằm lửng lơ trong vùng bình kính. Đấy là một cái lỗi khi mà phân tích máy, đấy là cái trong quá trình chụp cái lý do nào đó không biết là bị sai, nhưng mà hiện ra một cái hình như hình trên và trong cái hình ảnh phản chúng ta, thì mỗi khi mà chúng ta nhìn thấy cái hình trên mà chúng ta phải cảnh giác là đây là cái máy nó bị lỗi. Một ví dụ thứ hai thì là nó không lỗi ở tại một điểm như trong cái vụ trước mà nó lỗi thành hai đến ba điểm, thì tất cả những cái hình trên mình quyết là những hình hoa này là sự của nó phân tích ở trên máy bị lỗi nhầm các cái giới hạn giữa các cái lớp và gây ra phản xạ tín hiệu khác nhau. Nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ thấy là đọc ngay vào cái bản đồ độ lệch và đọc ngay vào cái bản đồ chung sectors độ trung bình thì nó sẽ nhận định là cái đầu tư nó và là chất như vậy. Cái phân biệt thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là cái phần tổn phân phân biệt giữa tổn thương tế bào võng mạc trung tâm trong bệnh của cô và ở cái tế bào võng mạc trung tâm trong các cái bệnh lý thực thị thần kinh, cụ thể như là cái viêm thị thần kinh hay là những cái tổn hại thị thần kinh không không do áp lực, không do gồm hoặc tổn hại thần truyền giác. Chúng ta lại nhắc về cái nguyên lý ban đầu đó là cái sự là quan trọng của ngang của tế bào võng mạc là có cái sự chủ của nó. Chúng thấy rằng là thì khi mà chúng ta liên kết được vào cái tổn thương ở trên lâm sàng là cái tổn thương của viêm thị giác, chúng ta so sánh cả cái tổn thương ở trên soi trên đáy mắt cũng như là tổn thương thấy rằng là cái tổn thương trên thị trường tương ứng tôn trọng đường ngang, cái tổn thương trên tế bào mà tương ứng và nó cũng tôn trọng đường ngang, thì đây cái hình A này
ABCDE DE nó rất là điển hình của cái của thành trong một của cô, và đấy là trong cái địa thị ở trong mình A, chúng ta sẽ có cái quyết bình bình trên và bình dưới tương ứng với nó là cái tổn hại của lớp tế bào võng mạc trung tâm cũng ở phía dưới, và tổn hại của thị trường ở trên. Thế nếu mà từ cái phân tích này, nếu mà chúng ta chuyển sang cái trường hợp thứ hai là sẽ có người là F G H I J, thì ta nhận thấy có vấn đề gì? À, thì nó rõ ràng là dẫn đến là cái tổn thương của cái địa thị, có phải chúng ta không 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 đặt đặc thù đúng không? Chúng ta không có quyết cái quyền thần kinh, chúng ta thấy rằng là cái lõm địa nó có phải rộng ra. Tuy nhiên trong phân tích của tế bào võng mạc thì chúng ta thấy là nó có tổn hại của tế bào võng trung tâm, nhưng nó lại không tôn trọng đường ngang mà nó tôn trọng đường đứng, đường dọc. Tương tự như vậy là cái tổn hại để chiếm tôn trọng đường dọc, là biết là khi mà có những tổn thương mà tôn trọng dọc giữa và cảnh giác đối với cả những cái tổn hại được dẫn chuyển về giác đúng không ạ? Người biết rằng là khi mà sợi trục của tế bào mạc đi ra sau mà đi đến vùng giao thoa vị giác thì nó sẽ chia làm hai nửa đúng không? Nửa mặt chéo và nửa thẳng, thì tất cả những tổn thương từ giao thoa đến những tổn thương sau giao thoa thì đều là gây ra những tổn thương mà nó sẽ không tôn trọng đường ngang và tổn thương dọc giữa. Thế còn trên trường hợp thứ ba KLMNO thì nó như thế nào? Chúng ta rằng là một cái nước tồn tại của cái địa thị nó có vẻ như là bạc màu nhiều, cái lõm gai thì cũng khá rộng nhưng mà cái viền kinh nó rất là nhạt màu, tổn thương thì rất là đỏ lan, đấy là gần toàn bộ cái bọc hết, và tổn thương thị trường cũng vậy. Đây là một cái trường hợp mà nó là cái sự tổn thương thị trường kinh, nó đang trải qua nhiều giai đoạn rồi, giai đoạn bệnh giai đoạn đeo gai thị. Thì đấy là những cái ví dụ điển hình chúng ta sẽ luôn ghi nhớ trong đầu trong cái việc phân tích xem là có tổn thương hay không, khi mà có tổn thương thì có phải là tổn thương ở đường cung hay không. Đây là một cái ví dụ sử lâm sàng càng tiếp nữa, thấy rằng là một trường hợp đến thì chúng ta chụp cơ sở kinh, chụp mà đội mặt trung tâm và chúng ta làm thị trường thì chúng rằng là có thị trường kiểu chúng ta bán manh, và khi mà chúng ta trong trường hợp này chúng ta chụp cổng tường lên, chúng ta phát hiện tổn thương chèn ép vùng giao thoa thị giác. Hay là một trường hợp mà các lâm sàng thứ hai là bệnh nhân đến với một cái dao động nhãn áp, rồi chúng ta chụp mà lên thì thấy rằng là nó có tổn hại của lớp sừng nguyên gai rất là rõ đúng không ạ, lõm đĩa thì có vẻ sâu rộng, tuy nhiên thì chúng ta chụp tế bào võng mạc thì thấy là nó có cái tổn thương kiểu như tôi chọn mình sập sữa. Và khi chúng ta làm thị trường lên thì chúng ta sẽ trông đợi thấy cái gì ạ? Là thấy cái hình bán manh như thế này. Đây là một cái trường hợp mà không hại của đây là một cái trường hợp bán manh gọi là cùng bên nhé. Cái trường hợp đầu tiên chúng ta là bán manh đồng danh, trường hợp tiếp theo là bán manh cùng bên bên phải, thì như vậy thì là nó một tồn tại cái dạng thị giác ở bên trái. Đấy là trên cái đầu tự đen đỏ trong cái phim chụp của Calus mà tính tồn tại. Alo, đang học cái gì gấp không? Tóm lại thì đang học cái gì gấp không? Trời, cứ gọi lại đi. Đọc OCT tế bào võng mạc thì cần phải lưu ý một khi mà chụp ấy, thì khi mà đọc mà khi mà chụp tế bào thì cần có đạt cái độ tín hiệu tốt, cần có cái chớp mắt đảo mắt không có vấn cản, lưu ý các phân tích lỗi máy cũng đã in ra kết quả, lưu ý các bệnh lý khác của mặt trung tâm và tiền kinh. OCT tế bào võng mạc thì có giá trị đặc biệt và giá trị hơn những trường hợp chụp rất sợ mình quanh đĩa ở những trường hợp chẩn đoán sớm hoặc là chẩn thị trường bất thường địa thị chẩn thị nặng, và lưu ý hai cái đặc điểm. Một là những trường hợp mà gọi là red lesion, là những bệnh bệnh đỏ đấy, và trường hợp thứ hai là những cái teo quanh gai rất là nhiều, nó gây ra nhiễu và phản xạ của tín hiệu của những sợi quanh đĩa. Và cuối cùng trong cái chẩn đoán của cô thì chúng ta cũng cần phải nhắc nhiều nhau, câu cuối cùng đó là không bao giờ chẩn đoán glaucoma cool trên một cái khám nghiệm đúng không ạ, không bao giờ chẩn đoán glaucoma cool trên một khám nghiệm, là phải kết hợp với
nhãn áp và cũng tổn thương trên thị trường kết hợp với cấu trúc chức năng. Và trong trường hợp đó chúng ta không quyết định được, chúng ta phải nhớ rằng một cái nguyên lý bất gì có dịch là bệnh vô cùng là bị tiến triển nếu chúng ta không điều trị. Có nghĩa là nếu mà chúng ta theo dõi mà thấy tổn thương nó tiến triển thì chúng ta là cần phải đặt lại cái chẩn đoán của chúng ta. Đấy là toàn bộ cái phần bài giảng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta dành một chút thời gian 5 phút để các bạn có câu hỏi. Xin mời các bạn đặt câu hỏi.